của đài VBS Canada. Diễm Hương đang có mặt tại Paper Mill Gallery và hôm nay là ngày bắt đầu của tuần lễ văn hóa và nghệ thuật. Và được biết tuần lễ này do anh Hùng Hoàng và nhóm Việt Nam Collective tổ chức. Và kính thưa anh Hùng Hoàng, anh có thể chia sẻ với quý khán giả của đài VBS. Thứ nhất là lý do tại sao anh có ý tưởng làm cái tuần lễ văn hóa nghệ thuật như vậy. Và có lẽ đây là lần đầu tiên hình như là ở Toronto mình có một cái tuần lễ như vậy, phải không anh? Đúng, đây là một cái tuần lễ, tuần này gọi là tuần lễ văn hóa và nghệ thuật do nhóm sưu tập văn hóa và nghệ thuật thực hiện. Thì mục đích của nhóm luôn luôn sưu tập những cái văn hóa và nghệ thuật hay của người Việt Nam khắp nơi hay là người ngoại quốc mà nghiêng về văn hóa Việt Nam. Thì đây là một năm mà đánh dấu cái bước đường đi của người Việt Nam gần 40 năm đã có mặt trên đất nước này, cũng như là 150 năm thành lập đất nước Canada. Vậy trong tuần lễ này mình sẽ có những cái hoạt động sinh hoạt văn hóa như thế nào? Hôm nay là triển lãm những hình ảnh nghệ thuật cũng như những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng Toronto do các anh em nhiếp ảnh của Toronto thực hiện. Ngoài ra có một số hình ảnh tài liệu mà ông thu thập được từ trại cấm Hồng Kông năm 1992 đến 1995. Trong cái tuần lễ này thì nhờ cái gallery open từ mấy giờ đến mấy giờ thưa anh? Gallery open 5 ngày một tuần, từ 12 giờ đến 5 giờ. Nhưng mà cuối tuần thì mở, vẫn mở thứ bảy chủ nhật. Vậy cái ngày cuối cùng của mình là ngày nào kết thúc của chương trình ạ? Kết thúc của triển lãm hình ảnh nghệ thuật là ngày mùng 1 tháng 10. Nhưng kết thúc của tuần văn hóa nghệ thuật là mùng 7 tháng 10 với chương trình nhạc huyền thoại nhạc. Sẽ 4 băng nhạc Canada sẽ chơi những màu sắc nhạc khác nhau. Sẽ phụ hòa âm lại một số nhạc phẩm tiêu biểu huyền thoại của những nhạc sĩ lão thành của Việt Nam như là Văn Cao, Văn Phụng, Y Vân, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, vân vân, sẽ phối khí theo cái phong cách jazz, ethereal jazz, Việt Nam jazz, vân vân. Thì trong cái tuần lễ đó là cái ngày cuối cùng. Cảm ơn anh rất nhiều và cũng hy vọng quý vị khán giả lắng nghe chương trình tiếp tục tới để xem những cái cuộc triển lãm trong tuần này cũng như tham dự các chương trình văn nghệ do nhóm Việt Nam Collective tổ chức. Và như vậy thì có thể là khuyến khích các anh chị em trong nhóm tiếp tục thực hiện vào những năm sau. Dạ vâng, và Hùng cũng khuyến khích những cái tài năng, những cái nghệ nhân Việt Nam chúng ta đến gần nhau hơn để mà thực hiện cái những chương trình văn hóa và nghệ thuật. Cảm ơn ạ. Cái ống kính nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, tà áo dài trắng đã được tăng lên thành một thần tượng, thành một biểu tượng rất là trong trắng và nghệ thuật. Và bây giờ thì Diễm Hương xin quý vị theo dõi phần phỏng vấn của Diễm Hương với nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam. Chào anh Nam. Cảm ơn Diễm Hương và cảm ơn VBS. Dạ vâng, thì giống như em vừa mới trình bày là em rất là ngưỡng mộ những cuốn lịch áo trắng của anh trong suốt hơn 20 năm qua. Và như em được biết là từ năm 1996 là cuốn lịch đầu tiên anh thực hiện. Và bây giờ anh có thể nói thêm từ đâu mà anh có cái ý tưởng đó và làm sao mà anh tiếp tục suốt mấy chục năm như vậy? Vâng, cảm ơn Hương với câu hỏi. Thì cuốn lịch đầu tiên được thực hiện và trình làng năm 96, mà thật sự là năm thực hiện nó là năm 94, sau chuyến đi Việt Nam của Nam năm 93. Thì trong chuyến đi đó thì Nam về, Nam có đi thăm các cô như viện và cũng rất là xót xa. Nếu mà Hương nhớ thời năm 90 mấy thì Việt Nam mình còn khổ lắm, còn nghèo lắm. Thì đó, trong quá trình đi về thì Nam có hứa với một sơ ở chỗ cô như viện, Nam nói là con sẽ về và con trong phạm vi của con, lúc đó Nam cũng là học sinh thôi, Nam nói con sẽ cố gắng để giúp sơ lo cho các em. Thì lúc đó Nam về thì Nam có ý định bắt đầu làm chụp hình lịch. Thì nói về chủ đề áo dài á, thì tại sao chọn áo dài trắng, thì đối với Nam thì vì Nam rời Việt Nam lúc mà Nam còn rất là bé,
thì lúc nào cũng cảm thấy mình có những mất mát, về mất mát những tuổi thơ, không được sống với một thời tuổi thơ, nên cái nung nóc trong mình nó cứ làm cho mình bồn chồn hoài. Thì có cơ hội mà năm làm cuốn lịch thì năm nảy ra năm đó mình phải chụp những tấm hình về áo dài. Vậy khi anh thực hiện những cái bộ lịch đầu tiên thì anh thấy cái có cái sự thành công và được ủng hộ ở bên khán giả ở bên Mỹ hay không? Cuốn đầu tiên cũng rất là khó, vì lúc đó thì cũng chưa có ai làm lịch. Mà nếu mà Hương nhớ thì cái thời những năm 90 mấy mấy đó, thì phần đông cộng đồng mình những cuốn lịch được phát ra với những tài tử Hồng Kông ở các chợ. Còn vấn đề mà mua một cuốn lịch cầm trong tay thì rất là khó. Nhưng mà nó cũng không làm cho năm nản. Thì những năm đầu tiên thì dĩ nhiên là mình cũng phải bỏ tiền túi ra gửi về cho sơ, thì cũng phải chịu khó, những bạn bè cũng ủng hộ. Nhưng cũng nhờ những bước đi đó mà mình không nản, thì đến nay cũng được 20 mấy năm rồi. Thì mỗi lần anh sáng lại anh muốn làm một cuốn lịch, anh phải tìm một cái chủ đề. Thì không hiểu anh lấy từ đâu những cái chủ đề đó. Thật sự ra chủ đề đối với Nam thì nó rất là nó dễ đến lắm. Vì công quan niệm của Nam, cái áo dài nó không phải chỉ là một tấm vải hoặc là một trang phục, mà nó cao cả hơn. Vì đó, đối với Nam nó là một huyền thoại, đó là một linh hồn của dân tộc mình. Mà cho một cậu bé như hồi xưa, bây giờ Nam đã 40 mấy rồi, mình sống xa quê hương, thì đối với Nam cái áo dài là nó cho Nam cơ hội để mình gắn bó với quê hương mình, để mình cảm thấy mình vẫn còn là người Việt Nam. Thì một tình yêu như vậy thì nó rất là lớn. Thì đối với Nam, những đề tài đến với Nam rất là nhiều, có nhiều khi đến nỗi mà không biết làm sao mà để chụp cho hết. Nghĩa là anh collect trong năm anh đã đi chụp hình và anh đã giữ lại những cái tấm hình đó rồi anh chọn lựa lại, hay là chỉ đến khi nào anh làm lịch anh mới bắt đầu thực hiện cái đó? Nam, các câu hỏi này cũng rất là hay, tại vì cái quá trình mà Nam làm mà tạo ra một tấm hình thì nó cũng khá lâu, tại vì những ý tưởng nó nằm trong đầu mình, nhưng mà Nam chờ đến phút cuối cùng rồi Nam mình sẽ thực hiện, là một khi mà thực hiện là thực hiện một lần luôn, để cho những ý tưởng nó không bị rời rạc qua đó. Thì lúc mà mình nhìn đến 12 tấm thì nó vẫn có một chủ đề và nó có một câu chuyện. Vậy thì anh nói xong về cái tờ lịch, cuốn lịch, thì Diễm Hương muốn hỏi thêm về bản thân của anh. Được biết hình như là anh nói là anh không có qua một cái trường lớp nào về photography, nghĩa là về nhiếp ảnh, nhưng mà anh tự học và tự tìm tòi mà đã sáng tạo ra một cái đường nét riêng. Thì anh có thể chia sẻ với quý khán giả từ đâu mà anh có niềm đam mê về nhiếp ảnh, và cái con đường mà anh đi nó có khó khăn như thế nào? Nam thì không qua trường lớp, nhưng mà mình thì những gì kiến thức mình có được là cũng từ tìm tòi ra. Còn vấn đề mà những cái gì mà đối với Nam thấy những gì mà mình thương quý thì nó đến mình rất là dễ dàng. Mà nếu mà gọi như này, Nam nói đó là một tình yêu, thì nó sẽ không bao giờ, mình lúc nào mình cũng phải tìm đến nó. Nên nhất là đối với nhiếp ảnh nó cho Nam cái cách để mình bày tỏ và cái cách để mình chia sẻ. Vậy ngoài nhiếp ảnh ra thì cái nghề chính của anh, em nghĩ là chắc cũng không có dính nhiều đến nghệ thuật hả anh? Hay là anh có hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật trước đó? Không, nhiếp ảnh đối với Nam là một sự đam mê, một niềm đam mê, và Nam muốn trân trọng nó và luôn giữ nó ở một vị trí đam mê. Nam không sống với nghề, và Nam chỉ chụp cho lịch áo trắng. Ngoài ra Nam không chụp, Nam ít khi Nam nhận lời chụp cho ai ngoài chỉ chụp cho bạn bè, gia đình. Thật sự ra mình không có thời gian. Nam thì cái lĩnh vực của Nam là về bên kinh doanh địa ốc. Đó thì đó là cái nghề chính của Nam. Còn đối với những cái này là một sự đam mê, một mà Nam muốn giữ nó ở một vị trí như thế.
Vậy thì anh có dự tính gì trong tương lai, là cái ngoài những cái cuốn lịch áo trắng là anh tiếp tục làm, hay là anh có ý định là mở rộng hơn phạm vi về ngoài lịch, anh có thể làm thêm những cái gọi là những cái gì nghệ thuật khác mà để tôn vinh cái áo dài Việt Nam? Cuộc sống như Hương biết, mình có gia đình rồi, mình có công việc làm, thì nó có những cái trở ngại về thời gian. Đối với Nam thì cái lịch nó cho Nam cách chia sẻ với những người thương yêu và những người mình có một sự đồng cảm giống nhau, thì hàng năm cũng có thể gắn bó bằng cách đó. Ngoài ra thì dĩ nhiên Nam vẫn Nam rất là thích làm phim, mà Nam nghĩ là có cơ hội mà học mà tìm tòi thêm về những phim ảnh, thì Nam cái đó là có lẽ là bước đi kế tiếp của Nam, mà cái đó thì không biết đến chừng nào. Cũng là chủ đề về áo trắng hả? Vâng, đó, nếu mà có cơ hội thì Nam vẫn giữ cái đề tài áo trắng, thì đối với Nam đó là một đề tài muôn thuở. Vậy anh có thể cho biết là ngoài cái buổi triển lãm này thì anh đã làm bao nhiêu cuộc triển lãm trước đó, hay là anh đã có dự định sẽ làm thêm những buổi triển lãm nào hay không? Đây là triển lãm đầu tiên. Nam cũng có vài lời mời nhưng mà trước đây, nhưng mà đối với Nam thì lúc mà anh Hùng và Việt Collective liên lạc Nam và có nói lên cái chủ đề của cộng đồng mình bên đây và được đứng chung với những nhiếp ảnh gia khác như anh Hùng và những anh chị em khác, thì đối với Nam đó là một sự hạnh phúc vô cùng, mà Nam thấy đây là một cơ hội rất rất vui và rất là được hạnh phúc khi mình đứng chung căn nhà với các anh chị và cùng những người thương yêu mình. Vậy anh có dự tính trở lại nếu như anh Hùng tiếp tục làm vào một cái cuộc triển lãm vào sang năm, hay là một cái tuần lễ văn hóa nghệ thuật vào sang năm, anh có nghĩ là anh sẽ trở lại hay không? Nam rất quý anh Hùng và những gì anh đã làm được, thì thực sự là một không gian và một chương trình đầy ý nghĩa và chú đáo như vậy, thì Nam biết anh rất vất vả và bỏ ra biết bao nhiêu công sức làm được như vậy, thì anh bất cứ anh muốn giúp cái gì, Nam sẽ cố gắng giúp anh. Cảm ơn anh Nam rất nhiều. Và trước khi chúng ta kết thúc chương trình phỏng vấn, anh có điều gì muốn chia sẻ thêm với quý khán giả của đài PBS hay không? Thì cảm ơn Diễm Hương và cảm ơn những khán giả đang theo dõi chương trình. Đây là một sự hạnh phúc mà đối với Nam và những người làm nghệ thuật thì chắc là ai cũng sẽ hiểu, là có cơ hội nhiều khi mình làm những gì mình làm như thế này, thì nhiều khi mình gặp được một hai người quý mến nó thì mình đã vui rồi, mà được đứng chung như Nam nói là đứng chung một căn nhà với biết bao nhiêu người như vậy, thì đây là một lần đầu tiên mà Nam cảm nhận được cái sự tình yêu đó, và phải hứa với lòng là mình phải cố gắng hơn nữa. Nên cảm ơn Hương và cảm ơn quý vị. Cái tấm hình này là nằm trong cuốn lịch của 2013, và cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà Nam về Việt Nam Nam chụp. Đây là một căn nhà bị bỏ hoang ngay ở giữa lòng Sài Gòn, và lúc mà Nam đi vô trong đó thì Nam cảm giác được những mất mát và những đổ vỡ còn ở lại, thì nó làm cho Nam nhớ và thương một Sài Gòn ngày xưa, cho dù nó rất là đổ nát mà vẫn cảm giác được cái tình thương của Sài Gòn. Trong là đối với Nam thì những cành lúa và những cây tre đó là nó gắn bó với dân tộc mình, nên lúc mà Nam nghĩ tới, nhiều khi mà Nam nhớ tới cái mùi hương của lúa, nên đối với Nam đó là nó nảy ra ý định của làm cuốn sách này, cái tấm lên hình này, tại vì nó không những là những cái ảo mờ của nó, là nó cho Nam lên, nó nhắc Nam về cái mùi hương mà một hồi xưa hồi nhỏ lắm Nam còn nhớ, về Cần Thơ mà đi ngang qua những cánh đồng mình vẫn còn hương. Và bức ảnh kế tiếp thì cũng không kém phần nghệ thuật. Thì anh không cần thấy mặt nhưng mà thấy được cái dáng của người thiếu nữ với cái bờ vai và cái mái tóc bay. Không biết anh muốn diễn tả điều gì? Tấm ảnh này là một trong tấm ảnh Nam thương nhất. Tại vì trong người trong hình đây là bà xã Nam. Và tấm hình này là rất là tình cờ, vì đang trong lần lái xe, Nam chụp cho bà xã cho một sách hình khác. Và lúc mà đi về cái máy, lúc đó Nam chụp bằng phim, mà trong máy Nam chỉ còn một tấm phim cuối cùng, mà lúc đó bão gió nó ầm ập, thì bà xã Nam nói trời sao gió đẹp quá, Nam nói mà thôi máy hết phim là chỉ còn một tấm thôi, mà thường thường một hình vậy á phải chụp
rất là nhiều tấm mới ra được một tấm mình chọn. Mà năm đó thôi hên xui mày rủi ra bấm cái rắc cái ra tấm hình. Để lúc mà về cũng không nghĩ nó ra một tấm hình như vậy. Mà lúc mà về thì tự nhiên năm nên mỗi lần nhìn nó là nhớ đến những kỷ niệm mà mình với bà xã và một tấm hình nó gọi là one shot wonder. Và tấm ảnh kế tiếp là cũng rất là đặc biệt. Không biết cái này đang diễn tả một cái cảnh như là trong sương mù vậy hả? Vâng. Thì đối với Nam thì Nam áo dài hoặc mái tóc thì Nam rất là thích phải có gió. Tại gió nó làm, nó thổi vô một cái gì đó rất là huyền bí mà mình không thể nào mình chụp được lần thứ hai. Nên một khi lúc mà có tấm hình như vậy mà cũng là một dịp tình cờ, cô người mẫu đứng đi giữa cánh đồng mà gió nó thổi ở cái chỗ Nam lúc mà những cánh đồng thì hoang thì gió, buổi chiều gió rất là nhiều. Nên tấm hình này cũng là một trong câu chuyện vui. Qua tấm này thì nó trở thành một cái cách gọi là trừu tượng, hình như như là mình chỉ nhìn thấy một góc cạnh của người thiếu nữ trong cái áo dài thôi, nhưng mà rất là phải gọi là rất là ấn tượng. Dạ, thì đối với Nam tấm hình này thì nó về nó study form, nhưng mà thực sự là năm quý nó là về mái tóc, và quý nhất là cái loạn tóc mà nó bay tròn lên đó. Đó thì lúc mà Nam coi tấm hình này thì mỗi người có một những cảm giác khác riêng, nhưng mà cái loạn tóc bay còn vậy nó làm cho Nam có tự nhiên thấy thương tấm hình hơn, và mình có cảm giác mình hiểu được cái tâm trạng của người mẫu và cô nàng, và cho dù mình không thấy được mặt nhưng mà đối với Nam, Nam hiểu được cô ta đang nghĩ gì và cô ta đang muốn gì. Vậy mỗi lần anh thực hiện một bức tranh như vậy, bức lịch như vậy, anh có phải giải thích cho người mẫu hiểu là nên diễn tả như thế nào hay không? Thường Nam không giải thích, nhưng mà Nam đặt cô đó vô trong một tâm trạng, thì Nam nói em để cho tâm em tịnh, em cứ nghĩ đến một cánh đồng, em mới nghĩ đến một bờ sông đó, thì Nam đưa người mẫu đến trong tâm trí của ta về với mình trong một bối cảnh. Nam không nói của ta phải diễn xuất ra sao, nhưng mà Nam nghĩ nếu một khi mà cô một người mẫu mà họ có một cái tâm trạng mình mà ta hiểu được á, thì nó sẽ ra cái nét hình. Và cái bức tranh kế tiếp thì rất là có vẻ rất là huyền bí, và cái cô người mẫu này diễn tả cũng rất là xuất sắc, có một cái tâm trạng rất là xuất sắc. Thì tấm hình này thì Nam yêu nó tại vì cái bàn tay, và cái ý nghĩ của Nam đó là một con chim gãy cánh. Thì lúc mà Nam chụp hình thì Nam không giải thích cho người mẫu cái đó. Nam chỉ nói là em nằm những tư thế này và em phải nghĩ đến những gì đó nó mệt mỏi trong cơ thể mình, như một bài của nhạc Trịnh Công Sơn, hoặc em nghĩ tới những lời nhạc của Trịnh Công Sơn đi, là tự nhiên có đó cử động, và lúc đó Nam chụp một bàn tay thì Nam thấy nó rất là tuyệt vời. Dạ, cảm ơn Hương. Và bức ảnh kế tiếp thì cũng cái này phải nói là tôn vinh cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong chiếc áo dài. Dạ, thì Việt Nam mình cái như là Hương biết là con gái mà bận lên áo dài thì sẽ thấy được cái nét thước tha của nó, nên cũng không khó lắm để chụp những nét như vậy. Và bức ảnh kế tiếp thì Hương nghĩ là về một cái bối cảnh ở Việt Nam phải không ạ? Cũng là trong cái đợt này là lần đầu tiên Nam về Nam chụp, thì Nam với Hà là người mẫu trong hình có đi lang thang và tình cờ gặp chị bán hàng rong trong ngõ hẻm, mà chỉ lại ngồi kế bên một bánh tường mà cái tường nó là rêu phong, thì Nam thấy quá đẹp, quá tuyệt vời, và xin phép chị, và thật ra Nam muốn nói lên những thân phận với trong chủ đề của cuốn lịch đó là nói về giấc mơ, thì Nam nói về ai cũng có giấc mơ. Thì lúc mà Nam hỏi chị này là chị tên chị Sáu, thì chị Sáu chỉ nói giấc mơ của chị là chị bán đủ hàng ngày để có thể nuôi con, để cho nó ăn học, để cho nó thoát khỏi cái cảnh nghèo khó như chị. Thì đó là một kỷ niệm rất là khó quên của Nam. Rất là đặc biệt.
Cảm ơn anh Nam đã chia sẻ với Diễm Hương và quý khán giả của đài VBS ý nghĩa và cái khía cạnh nghệ thuật sau những bức hình này, và hy vọng là anh sẽ tiếp tục có thêm nhiều ý tưởng mới lạ và sáng tạo hơn trong tương lai để chúng Diễm Hương nói riêng và khán giả của đài VBS nói chung có thể thưởng thức thêm những cuốn lịch áo trắng. Cảm ơn Hương rất là nhiều cho Nam cơ hội được tâm sự và chia sẻ công việc của mình và những gì mình đam mê. Thưa quý vị khán giả của VBS, lúc nãy thì quý vị mới theo dõi phần phỏng vấn của Diễm Hương với nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam đến từ Mỹ với những bức hình rất đặc biệt về tà áo trắng của anh trong những cuốn lịch. Và bên trái của Diễm Hương là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Đây là những hình ảnh rất là, phải nói là một thời để mà chúng ta không thể nào quên. Đó là những hình ảnh được chụp trong trại cấm Hồng Kông vào những thập niên 70 do anh Hùng Hoàng là người photographer đã ghi nhận lại được. Và đây là những cái tấm hình mà Diễm Hương nghĩ là có một không hai, không có thể nào mà mình chúng ta có thể thay thế được. Và rất là đặc biệt, những tấm hình diễn tả được cái khuôn mặt và những niềm đau, niềm khắc lên trên mặt từ trẻ em cho đến các cụ già. Và có lẽ đây là niềm đau của dân tộc và một đánh dấu, một trang lịch sử mà người Việt của chúng ta, bất cứ nơi đâu quý vị khán giả. Lúc nãy thì quý vị vừa mới thấy được những hình ảnh xưa từ trong trại cấm Hồng Kông. Đó là một cái trang sử đau thương của dân tộc. Và bây giờ chúng ta đã định cư ở Canada hơn 40 năm. Và cộng đồng người Việt ở đây đã lớn mạnh, cũng đã hội nhập vào những hoạt động xã hội của Canada. Và Diễm Hương thấy trên bức tường đây là có những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng. Và Diễm Hương xin hỏi đây là tác phẩm của nhiếp ảnh gia nào ạ? Xin giới thiệu, đây là anh Đạt Quỳnh. Để chụp những em này, để xin anh Đạt Quỳnh cho ý kiến. Xin chào quý khán giả của đài VBS. Những cái tấm hình này là nhân dịp Canada, kỷ niệm Canada 150 năm, thì anh em nhiếp ảnh trong cộng đồng Toronto cũng có tham gia góp phần để chụp những tấm hình lưu niệm lại. Thì chủ yếu là mình cảm ơn Canada là đã cho những người tị nạn giống như mình, người Việt giống như mình qua đây và có những cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì những cái hình này là mang tính phóng sự để cảm ơn đất nước Canada. Dạ, xin cảm ơn. Và ngoài ra thì Diễm Hương biết ở đây thì các anh cũng có một cái hội nhiếp ảnh. Thì không biết anh có thể chia sẻ thêm là cái hội nhiếp ảnh có những cái hoạt động gì thường xuyên hay không ạ? Ở đây thì có những hội nhiếp ảnh như là bên em luôn có ta, của anh Bảo. Hoặc là tụi tôi thì nhiếp ảnh tự do chứ không có là thuộc một ai hết. Nhưng mà chỉ giúp cho cộng đồng, để phát triển cộng đồng thôi. Dùng cái kinh nghiệm và hiểu biết của mình để giúp cộng đồng thôi, chứ không có một cái gì hết. Thì chúng ta có thể lùi lại đây và đi tiếp theo để mình nhìn thêm một số hình ảnh. Và đây là những tác phẩm nghệ thuật của nhiếp ảnh gia nào đây ạ? Ở đây cũng là tác phẩm của anh Đạt Quỳnh, của anh Phó Đức Lâm. Là cái tác phẩm của nhóm bên em luôn có ta. Và ở đây là những cái ảnh mà tôi chụp để cảm ơn của Canada đã nhận những người này từ năm 75 cho tới bây giờ và rất là thành đạt. Ở đây là bốn vị cựu chủ tịch hội phụ nữ và cái chủ tịch của hội phụ nữ năm nay. Và đây là những người trong cái bo của làng dưỡng lão. Và đây là sếp Đô Na Dương, cũng được mê đai hồi năm 2004. Và đây là nhà văn Trà Lũ. Và ông cũng là giám đốc của cái Welcome House. Đây là nữ diễn viên Kiều Trinh. Chính Kiều Trinh là người đầu tiên bước chân xuống đất Toronto. Vì lúc đó là không, cái ngày 30 tháng 4, 75, thì cô đang trên máy bay từ ở bên Á Châu đi vòng vòng mà không có xứ nào nhận hết. Thành thử cuối cùng thì Canada nhận. Thành thử là cũng đây là một dịp để cảm ơn Canada rồi.
Và đây là em Nam Nguyễn. Em đã là lần vô địch về skating. Và còn em này đó là Hamilton Nguyễn. Thì em này đó hiện tại bây giờ là đứng hạng 16 thế giới về bắn cung. Và em sẽ cũng sẽ là đại diện Canada để đi thi tất cả những cái competition trên thế giới. Thành thử đó, cái triển lãm này á, là mục đích đó là giới thiệu những cái trước nhất. Trước nhất á, là cảm ơn Canada và mừng cái 150 năm ngày sinh nhật của Canada. Và giới thiệu những khuôn mặt và đã thành tựu. Và cảm ơn Canada đã nhờ Canada cho cư trú và bây giờ đã thành đạt cho tới bây giờ. Tôi xin hết. Cảm ơn anh Phú Hữu, anh Đặng Huỳnh và anh Phó Đức Lâm đã chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật đại diện cho nhóm nhiếp ảnh gia ở Toronto trong cái ngày tuần lễ văn hóa và nghệ thuật. Và đây cũng là một cái điểm son là chúng ta ở Toronto hầu như cũng rất ít có cái cơ hội để mà triển lãm và show những cái hình ảnh nghệ thuật như vậy. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có những chương trình như vậy, tương tự như vậy trong những năm tới. Kính thưa tất cả quý vị khán giả của đài VBS, như quý vị thấy, xung quanh đây là chúng ta vừa có phần văn nghệ xen lẫn vào những bức tranh nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia ở Toronto cũng như đặc biệt của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam đến từ Mỹ. Đây là những bức hình mà phải nói có ý nghĩa nghệ thuật rất là đặc biệt và mỗi tấm hình đã được lựa chọn rất công phu do nhóm Vietnam Collective đã dày công chuẩn bị. Và hy vọng là quý vị sẽ đến thưởng thức trong tuần lễ từ đây cho đến ngày 1 tháng 10 tại Paper Mill Gallery. Tại vì sau đó thì ngày 1 tháng 10 là ngày kết thúc chương trình triển lãm. Nhưng mà vẫn còn một cái chương trình văn nghệ như là chúng tôi đã giới thiệu trong phần phỏng vấn anh trưởng ban tổ chức. Và hy vọng quý vị sẽ cũng có những cái niềm vui thích như Diễm Hương khi có được tận mắt chứng kiến những bức hình vượt phóng lớn về tà áo dài trắng duyên dáng và đặc biệt của người phụ nữ Việt Nam qua ống kính nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phóng sự của chúng tôi và đến đây là chấm dứt. Và hy vọng là chúng ta sẽ có những tuần lễ văn hóa nghệ thuật vào những năm kế tiếp.